Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Luân Võ. Trong video ngày hôm nay thì Luân sẽ thực hiện một bài demo về cách quản lý chi phí trên Bay. Và trên màn hình anh chị thấy là một vài cái lát cắt báo cáo như là báo cáo bộ phận, báo cáo chi phí theo bộ phận này, báo cáo chi phí dự án, chi phí theo từng loại như là văn phòng phẩm, công tác hoặc là quà cáp khách hàng hoặc là mua sắm hoặc là chia theo hình thức thanh toán. Thì với những cái báo cáo như thế này, nó được xây dựng một cách tự động trên hệ thống Bay thông qua các cái form biểu mẫu đề xuất và các cái quy trình xử lý. Thì nội dung video ngày hôm nay mình sẽ đi qua 4 phần. Thứ nhất sẽ chia sẻ về nói về cách số hóa các cái phiếu đề xuất trên Bay Request. Sau đó thì theo dõi các cái quy trình xử lý thanh toán ở trên Bay và cách xây dựng các cái báo cáo tùy chỉnh ở trên Bay. Và cuối cùng là dành cho những anh chị đang sử dụng Bay thì mình sẽ hướng dẫn cách kết nối và cách để xây dựng được những cái báo cáo như thế này. Để mà dễ dàng theo dõi video ngày hôm nay thì các anh chị có thể theo dõi ở mô tả của video này. Luân có chia đoạn của từng nội dung này và từng phút chi tiết ở dưới mô tả. Anh chị có thể theo dõi những cái phần mà mình đặc biệt quan tâm. Và không để anh chị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng vào phần demo của nội dung ngày hôm nay. Để mà theo dõi được chi phí thì đầu tiên các anh chị cần phải số hóa được các cái biểu mẫu đề xuất của công ty. Ví dụ như ở đây là đề xuất thanh toán mua hàng này. Thay vì trước đây chúng ta sử dụng các form giấy, chúng ta ghi vào form giấy xong gửi đi, ký trên cái form giấy đó thì tất cả những thông tin đó nó chỉ để lưu lại ở bản cứng thôi, chứ nó không có số hóa để có thể phục vụ cho các mục đích sau này. Và với một công ty khi mà dùng Bay thì Bay sẽ yêu cầu là mình cần phải số hóa các form biểu mẫu đấy lên trên Bay và liệt kê sẵn rõ ràng tất cả các trường thông tin mà doanh nghiệp cần nhân viên trả lời ở trên phần mềm. Ví dụ như phải có số tiền, đó, nó là một dòng riêng. Bộ phận thì phải được cấu hình rõ ràng từ đầu, mục đích là để sau này dễ dàng xuất thành báo cáo, hình thức thanh toán, rồi chi phí theo dự án của công ty như thế nào thì liệt kê vào đây, nhập thông tin hàng hóa, sản phẩm và các cái thông tin khác nhau, sau đó thì sẽ gửi đề xuất đi. Ở đây chỉ là một cái mẫu đề xuất mua hàng thôi, doanh nghiệp có thể sẽ có rất nhiều mẫu đề xuất khác như là mua văn phòng phẩm, đi công tác hoặc là sửa chữa, tạm ứng vân vân. Thì số hóa đề xuất này giúp cho nhân viên có thể sử dụng điện thoại hoặc hoặc máy tính để gửi đề xuất cho ban lãnh đạo. Ban lãnh đạo có thể đang đi công tác hoặc đang đi du lịch, mình vẫn có thể xem thông tin mà nhân viên gửi lên. Đấy, thông tin nhân viên gửi lên rất rõ ràng ở đây. Và mình có thể viết thảo luận nếu như có điểm nào chưa rõ ràng. Và nếu mà đã xác nhận rồi thì mình hoàn toàn có thể chấp thuận. Đó. Chấp thuận đề xuất này. Thì trong cái bài demo này, Luân đã cài đặt sẵn một quy trình, đó là quy trình theo dõi thanh toán. Thì khi mà đề xuất thanh toán nó được duyệt thì nó tự động bắn qua bên này. Đó. Ở dưới đây nó có một cái giống tương tự bởi vì Luân đã làm demo trước khi quay video này để chắc chắn rằng cái nội dung video nó diễn ra suôn sẻ. Nên nó có hai cái nhiệm vụ giống nhau. Ok. Thì khi mà cái đề xuất nó được duyệt thì Luân đã cài đặt để nó tự động chuyển qua cái quy trình này. Và khi click vào trong nhiệm vụ này thì chúng ta thấy rằng là các thông tin nó tự động được chuyển qua cho bộ phận phòng ban theo dõi chứng từ. Mình biết là mua hàng 12 triệu cho dự án C và loại chi phí là thanh toán chi phí mua hàng. Đó. Thì cái quy trình này giúp chúng ta có thể theo dõi được ngay thời điểm này công ty chúng ta đang có bao nhiêu yêu cầu cần phải thanh toán, có tất cả bao nhiêu nhiệm vụ, có cái đề xuất thanh toán nào đến hạn mà chưa thanh toán hay không. Ví dụ như ở đây có thanh toán chi phí thuê mặt bằng kho này, nó đang quá hạn 38 ngày rồi và chúng ta có thể biết nó không đột xuất này, nó có gắn nhãn là không đột xuất này, nên là nó chưa được xử lý. Tuy nhiên thì những cái đề xuất nào cần phải xử lý thì chúng ta có thể theo dõi ở đây. Đã, những cái nào xong rồi thì nó sẽ hoàn thành. Và nhờ quy trình này thì bộ phận kế toán và ban lãnh đạo của công ty có thể theo dõi được từng yêu cầu, từng công việc của công ty đang chạy đến đâu, do bộ phận nào xử lý và bao nhiêu lâu nữa sẽ xong. Và trên đây chúng ta có thể cài đặt sẵn các cái quy trình của công ty như là khi thanh toán thì phải có tên chủ tài khoản, số tài khoản ngân hàng, vân vân và ngày cần thanh toán. Thì tùy theo mỗi một quy trình và mỗi một cái form biểu mẫu của công ty, Bay sẽ hỗ trợ doanh nghiệp để số hóa các cái quy trình đấy lên trên phần mềm. Đây là giao diện ở trên phần mềm theo dõi quy trình và thanh toán của Bay. Trước đây khi mà những khách hàng của Bay trong những năm đầu tiên thì chỉ dừng ở đây thôi. Tuy nhiên thì sang những năm 2022 và 2023 thì Bay bắt đầu sinh ra những cái báo cáo tùy biến. Và tại những cái báo cáo tùy biến này thì doanh nghiệp có thể tự thiết kế các cái báo cáo của mình. Anh chị sẽ vào phần báo cáo và vào phần báo cáo tùy chỉnh. Tại đây thì anh chị có thể tự tạo ra rất là nhiều biểu đồ, từ biểu đồ
cột, biểu đồ tròn, biểu đồ đường, biểu đồ số. Đấy, ví dụ như mình chọn biểu đồ tròn này, mình đặt tên biểu đồ là tên biểu đồ theo theo phòng ban đi. Đó. Ở đây thì mình sẽ nhóm theo bộ phận nữa. Và mình sẽ chọn theo tổng tiền. Đấy, thì nó tự động chạy ra những cái báo cáo theo thời gian thực dựa trên những thông tin từ đầu đề xuất đã gửi vô và dựa trên những thông tin lưu lại trên cái quy trình này. Và anh chị sẽ hiểu nó là một luồng xuyên suốt và tự động để tổng hợp thành những cái báo cáo như vậy. Những anh chị nào đang dùng Bay có thể thực hành ngay với những quy trình tại doanh nghiệp của mình, và trên Bay hoàn toàn hỗ trợ nhiều lát cắt báo cáo giống như vậy. Thì đó là tổng quan từ cái quá trình mà chúng ta quản lý cái phần số hóa các yêu cầu đề xuất. Đây, có thể doanh nghiệp sẽ có rất nhiều yêu cầu đề xuất gửi lên trên đây, và hoạch định từng trường thông tin cụ thể, theo dõi quá trình thanh toán, theo dõi thông tin quá trình thanh toán, và cuối cùng chúng ta sẽ có những cái báo cáo tùy biến như thế này. Đó là cái phần demo của Luân để anh chị có thể hình dung lợi ích của Bay trong việc theo dõi chi phí với nhiều lát cắt khác nhau mà có thể tùy biến theo nhu cầu của từng doanh nghiệp. Nếu anh chị nào chỉ quan tâm đến phần demo thì đến đây đã kết thúc rồi, anh chị có thể tạm dừng video. Anh chị nào đã dùng Bay rồi và có quan tâm và có thắc mắc về về cách thiết lập thì chúng ta có thể theo dõi tiếp phần tiếp theo. Sau đây thì Luân sẽ mô tả làm sao để Luân có thể chuyển tự động các cái yêu cầu đề xuất sang quy trình, và làm sao có thể ghi nhận được từng loại chi phí theo từng đơn đề xuất. Thì anh chị hình dung là trên một hệ thống, đây, cái phần tiếp theo. Trên một hệ thống thì chúng ta sẽ có rất nhiều form biểu mẫu đề xuất. Đây, có thể là form thanh toán chi phí điện nước, form thanh toán văn phòng phẩm, chi phí công tác, thanh toán quả cáp khách hàng, thanh toán chi phí mua hàng, thanh toán chi phí tiền sửa chữa gì đó, tiền thuê. Vì mỗi một doanh nghiệp sẽ có rất nhiều phiếu yêu cầu đề xuất kiểu như thế này. Mỗi phiếu lại có những cái form mẫu khác nhau và mỗi phiếu lại có nhiều người duyệt khác nhau, nên chúng ta phải tách thành nhiều phiếu. Tuy nhiên thì khi đã sử dụng trên Bay thì những phiếu này hoàn toàn có thể đổ về một quy trình duy nhất. Đó là cái quy trình vừa nãy Luân demo. Đó là quy trình thanh toán. Việc của các anh chị đó là từng cái phiếu để ví dụ như Luân có ở đây đó là rất nhiều phiếu đề xuất như là FE 001, 002, 003 đúng không? Và mỗi một cái đề xuất này này, bản chất nó có những cái trường tùy chỉnh khác nhau. Đấy, nó có những cái trường tùy chỉnh khác nhau. Thì anh chị hình dung là mỗi mỗi một phiếu này này, nó không giống nhau về người duyệt, nó không giống nhau về form mẫu. Nhưng mà Luân đang đổ nó chung về một quy trình. Thì có nghĩa đó là khi mà Luân thiết lập quy trình này này, thì cái trường tùy chỉnh của trong quy trình thanh toán này, nó sẽ phải chứa tất cả các trường tùy chỉnh của các đề xuất kia. Đó, thì nhìn trên đây, đó là danh mục trường tùy chỉnh của quy trình này rất nhiều. Bởi vì bản chất nó đang chứa rất nhiều những trường tùy chỉnh của các cái đề xuất này. Đó, bởi vì nó đang được đổ về từ nhiều nơi. Nếu xem video này mà anh chị đang không sử dụng Bay Process, đây là Bay Process nha, thì anh chị có thể liên hệ với các bạn Customer Support của Bay hoặc là Customer Success của Bay. Các bạn ấy sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để cài đặt Webhook. Đây, ở đây nó sẽ có chức năng Webhook. Có nghĩa là khi đề xuất được duyệt thì nó sẽ tự động bắn cái thông tin đó qua cái quy trình. Thì các bạn support sẽ hướng dẫn cho anh chị chi tiết hơn. Hoặc là anh chị có thể liên hệ với Luân qua cái mô tả ở dưới video này. Luân sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh chị hơn bằng những video chuyên sâu. Đấy là cái phần mà làm sao chúng ta có thể đổ được nhiều cái đề xuất về một quy trình. Bởi vì mục tiêu là gì? Là cái quy trình này nó cần chứa đầy đủ tất cả các thông tin để nó có thể sum up thành một cái báo cáo giống như lúc đầu chúng ta có thấy. Đó, giống như cái báo cáo này. Nó phải đổ về một nơi chứa tất cả các số tiền, chứa tất cả các bộ phận, chứa tất cả các dự án thì nó mới có thể ra được cái báo cáo này. Đó. Và tiếp theo, anh chị nếu mà dùng Bay chuyên sâu rồi thì sẽ có một câu hỏi, đó là làm sao để cái thằng báo cáo này nó đo được cái phần loại chi phí. Đó. Bởi vì bản chất đây là trên cái form này này, khi mà mình nhập á, trên cái form này mình nhập, mình đang không có nhập loại chi phí mà nó đang chỉ ghi nhận theo cái nhóm đề xuất này thôi. Đó. Thì trong cái khái niệm kết nối ở trên hệ thống Bay ấy, thì nó sẽ có một phần đó là Transformer. Mình đã cài đặt một biến đó là Custom loại chi phí. Và với cái phiếu này, phiếu số 5 này, thì hệ thống sẽ phải tự động điền cho mình vào cái phần quy trình đó là thuộc chi phí loại chi phí mua hàng. Đó. Và tương tự với những cái kết nối còn lại, đó là khi mà cái đề xuất nào từ đâu đổ về thì nó tự động lấy cái nhóm FE001, 002 hoặc 003 ghi nhận vào trong cái đề xuất ở đây. Đó. Tùy theo cái loại, ví dụ như ở đây là chi phí tiền lương này là 007.
Đó. Thì mình đã cài đặt để nó tự động dựa vào cái transformer ở trên cái kết nối này. Đó. Sum up lại thì chúng ta cần làm đó là số hóa các mẫu đề xuất, xây dựng một quy trình và kết nối các cái đề xuất này về cái quy trình này. Yêu cầu trên các quy trình đó là phải chứa trường tùy chỉnh và nó phải giống với tất cả các cái đề xuất ở đây. Kèm theo đó để nó ghi nhận được lại chi phí thì chúng ta cần phải thiết lập transformer để nó ghi nhận ở đây. Thì đó là tổng quan nội dung của video này với phần số hóa các biểu mẫu đề xuất, theo dõi quy trình thanh toán, xây dựng báo cáo tùy chỉnh và kết nối các cái mẫu đề xuất của nhiều loại chi phí khác nhau về một quy trình và theo dõi chi phí theo từng loại chi phí. Thì đó là tổng quan của nội dung video ngày hôm nay. Nếu video có điểm nào chưa rõ hoặc là cần làm rõ thêm, anh chị có thể comment hoặc là liên hệ với Luân qua thông tin ở dưới mô tả của video này. Chúc các anh chị có nhiều sức khỏe và một ngày tốt lành. Cảm ơn các anh chị đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.